Có một khách hàng đến khám với bác sĩ Trang á, nói rằng á, là mình đi đến một clinic khác, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì nói rằng không có bao giờ mình nên làm ultherapy hay thermal hết, vì không có một chút xíu hiệu quả nào mà phải là phẫu thuật căng da mặt. Bác sĩ đó nói đúng không sai. Tuy nhiên á, là chúng ta cần hiểu á, là đối với những trường hợp mà da lão hóa nhiều, mức độ chảy xệ nhiều thì điều trị phẫu thuật căng da mặt sẽ đem lại hiệu quả cao á, và duy trì lâu dài. Tuy nhiên nó cũng có những cái nguy cơ biến chứng, ví dụ là sẽ để lại một cái đường sẹo ha, và đó là một cuộc phẫu thuật. Thế còn đối với thermal và ultherapy, nó có thực sự là không có hiệu quả một chút nào như là bác sĩ phẫu thuật nói hay không? Thì đối với gần 10 năm kinh nghiệm điều trị bằng thermal và ultherapy á, thì mình thấy rằng á, thermal và ultherapy có những ưu thế nhất định mà rất nhiều khách hàng lựa chọn điều trị. Tại vì bởi sao? Là khi mà thực hiện thermal hoặc ultherapy á, thì chúng ta không cần thời gian nghỉ dưỡng, làm xong á, thì đẹp liền, và sau khoảng 3 đến 6 tháng thì nó sẽ đạt được hiệu quả tối ưu, không cần phải tốn thời gian nghỉ dưỡng, không phẫu thuật. Thế nhưng mà những khách hàng á, người ta không có nhu cầu phẫu thuật, người ta không muốn phẫu thuật và người ta chỉ muốn trẻ hóa, thì người ta sẽ làm thermal hoặc ultherapy cứ mỗi năm một lần để duy trì cái gương mặt, để duy trì cái sự trẻ hóa cho làn da của mình. Tại vì và thường là những khách hàng này làm từ rất sớm, thermal ultherapy đã được thực hiện từ năm đâu đó khoảng tầm trên dưới 30 tuổi, và sau đó thì cứ định kỳ mỗi 1-2 năm làm một lần. Nên là cái việc mà đến những khách hàng mà đến độ tuổi 40-50 tuổi thì thật sự là gương mặt của người ta vẫn còn rất là trẻ, giữ được cái form dáng của gương mặt, những cái đường nét trên gương mặt của mình hầu như là thấy là không có bị già đi gì nhiều lắm, thì đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu ha, tốt hơn nhiều so với lại phẫu thuật căng da mặt. Oracle 90 chi nhánh trên 25 quốc gia, Oracle Clinic of Quy, phòng khám da liễu thẩm mỹ hàng đầu châu Á. Đăng ký ngay hôm nay.